Rồi, xin chào tất cả các bạn. Tên mình là Vũ Văn Hội, mình là giảng viên Thiện Trần. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn về phương pháp trị táo bón theo phương pháp Thiện Trần điều khiển liệu pháp của thầy Bùi Phương Châu. Thế thì bây giờ mình có rất nhiều cách để trị táo bón, trong đó Thiện Trần thì có một cách rất là đơn giản như sau. Mình sẽ dùng cái cây cào hibi của Thiện Trần. Mình sẽ cào trên cùng bên trên từ bên phải sang bên trái khoảng 50 lần liên tiếp. Xem thực hiện trên nhiều mẫu xin Nguyễn như thế nào nhé. Mình sẽ cào từ vùng trên từ bên phải sang bên trái vòng quanh môi, quanh miệng xuống dưới bụng cằm. Mình sẽ cào như vậy khoảng 50 lượt. Mình sẽ cào nhẹ nhàng và cái chân cào này hơi chạm trên mặt da thôi. Ngoài ra nếu mà mình không có cái cào này mình có thể dùng tay được. Mình sẽ dùng hai ngón tay này, mình sẽ đặt ngang miệng này, đẩy trên vùng môi trên từ bên phải sang bên trái. Sau đó mình kéo xuống bụng cằm, nhẹ nhàng từ bên môi trên từ bên phải sang bên trái rồi kéo xuống bụng cằm. Mình sẽ vuốt như vậy khoảng 30 lần liên tiếp. Một ngày mình có thể làm khoảng 3, 4 đợt hoặc đến cả 5 đợt như thế này. Mỗi đợt chỉ cần đến 50 lần là đủ. Nếu mà mình vuốt bụng cằm mà vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn thì mình sẽ vuốt trên cái vùng trên cái vùng cung mày như thế này, vuốt từ trong ra ngoài cũng 50 lượt. Đó. Vuốt như vậy 50 lượt. Nếu mà mình có cào rồi thì mình sẽ dùng cào. Mình cũng dùng cào vuốt 50 lượt như vậy. Hết vùng bên phải rồi mình phải vuốt sang bên trái. Nếu không có cào mình sẽ dùng tay vuốt 50 lượt. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn về cái cách trị táo bón theo phương pháp Thiện Trần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.